mới đây, trong vai trò khách mời đặc biệt của một buổi ra mắt sách, Dinh Tuấn Kiệt khiến khán giả thích thú khi tiết lộ từng cảm nắng một người vào năm 12 tuổi. Giọng ca đến từ chương trình Sing Me Song bài hát yêu thích 2018 thật thà chia sẻ từng class một bạn vào lúc học lớp 6. Vì bản tính nhút nhát, không dám bắt chuyện mà nhờ bạn thân xin tài khoản Yahoo giúp nhưng không thành công vì bạn ấy không đồng ý lời mời kết bạn. Clip Dinh Tuấn Kiệt tiết lộ từng cảm nắng vào năm 12 tuổi sau khi chia sẻ mối tình vào năm 12 tuổi tại buổi ra mắt sách cũng như là trên fanpage cá nhân. Rất đông cư dân mạng đã vào bày tỏ sự ngạc nhiên cũng như tò mò về chuyện tình gà bông đáng yêu này. Theo anh, để có thể chinh phục trái tim người mình thích, chỉ có phương pháp duy nhất đó là mưa dầm thấm lâu, chủ động và kiên trì theo đuổi. Vì vậy, dù lần đầu tiên, Ras thất bại nhưng những Valentine sau đó, Dinh Tuấn Kiệt đều được nhận rất nhiều socola cũng như tình cảm quý mến từ những bạn nữ khác. Người hâm mộ tò mò về chuyện tình đáng yêu của Dinh Tuấn Kiệt. Một fan chia sẻ, anh ơi, ở em cũng giống anh lúc 12 tuổi em, Ras một người. Năm 14 tuổi em tiếp tục, Ras một người đó là anh. Nhiều fan tỏ ra ngạc nhiên khi Dinh Tuấn Kiệt mới 12 tuổi đã rung động.